Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay kênh là TK Bonsai có review một số cây bonsai được quét nha bà con, và có báo giá trực tiếp luôn tại nhà của anh Chí ở huyện Cái Sách, tỉnh Sóc Trăng. Rồi, chào anh Chí chứ. Chào anh, chào bà con ha. Em tiếp tục cái lô vừa rồi luôn, em đánh số thứ tự theo lô vừa rồi. Em vô lô bà con số cây quế nữa. Cây này rất là quái nha bà con. Tiếp tục là cái cây số 41. Dáng bay quái nha bà con. Đế đẹp. Hốt ra dính vô trong cái lá, ta biết lắm rồi. Phóng cái ra 125. Ở đây giống như ngày xưa người ta dặn mình hay là sao cho nó tạo dáng cho nó hay sao, nó có cái lượng ở đây nha bà con. 125 là cái cành phóng ra. Quanh thân nó 34. Rồi cây số 41 này em giao lưu bà con giá 1.700.000. Em bao phí ship toàn quốc luôn. Tiếp theo là cây số 42. Nó cũng tựa tựa vậy nhưng mà nó không có được cái dáng cong đó. 130. Quanh thân nó 32. À, xen vòng luôn. Cây số 42 này em giao lưu bà con giá 1.600.000. Em bao phí ship toàn quốc. Số điện thoại là 0937564260 là Zalo luôn nha bà con. Tiếp theo là cây số 43. Phóng ra 117. Thân vị trí này 32. Rồi cây số 43 anh giao lưu bà con giá 1.600.000. Em bao phí ship toàn quốc luôn. Tiếp theo là cây số 44. Chiều cao 100. Quanh thân 30. Rồi cây này em giao lưu bà con giá 1.300.000. Cây số 44. Em bao phí ship toàn quốc luôn. Tiếp theo là cây số 45. Lùng lực nha bà con. Đế nở luôn. Chiều cao nó được 60. Quanh thân nó 31. Còn thấy đế nó rất là đẹp nha bà con, nó lực cắm xuống ha. Rồi cây số 45 em giao lưu bà con giá 1.500.000, em bao phí ship toàn quốc. Tiếp theo là cây số 46, cao nó được 70, quanh thân nó 36. Rồi cây số 46 em giao lưu bà con giá 1.500.000 luôn bà con. Em bao phí ship toàn quốc. Tiếp theo cây số 47. Một cốt nha bà con. Em cắt chừa hao cho bà con, mình muốn chừa nhánh chủ như nào cũng được cho nha. Chiều cao được 70. Quanh thân nó 32. Xe dòng luôn nha. Cây số 47 em giao lưu bà con giá 1.600.000. Bao phí ship toàn quốc. Cây số 48 hình thú nha bà con. Chiều cao được 100. Quanh thân nó 30. Rồi cây số 48 em giao lưu bà con giá 1.500.000. Em bao phí ship toàn quốc. Số điện thoại là 0937564260 là Zalo luôn nha bà con.
Tiếp theo là cây số 49, cao 68. Hoành thân 27. Rồi cây số 49 em giao lưu bà con giá 1 triệu. Tiếp theo là cây số 50. Cây này phong rất là cao nha bà con, em chừa cho bà con mình về mình cắt lại hay mình để về chơi cũng được. Chiều cao 1.2. Hoành thân nó 34. Rồi cây số 50 em giao lưu bà con giá 1.6 triệu. Em bao phí ship toàn quốc luôn. Cây số 51. Lùng lực nha bà con. Chiều cao nó được 60. Hoành thân nó 28. Rồi cây số 51 em giao lưu bà con giá 1 triệu. Em bao phí ship toàn quốc. Theo là cây số 52. Cái cây này làm bầu lớn không? Chiều cao 67. Đế trẻ đều 4 mặt nha bà con. Làm cho bà con thấy nó hiện đế ra thôi chứ không có môi nhiều. Hoành thân 29. Rồi cái này em giao lưu bà con giá 1 triệu luôn. Cây số 52. Tiếp theo là cây số 53. Hình thú dáng bay nha bà con. Có cái đuôi ngay đây luôn. Rồi cành bay. Cành bay ra nó là 1m1. Cái đuôi nha bà con. Có đuôi luôn ha. Thân vị trí này 20 lên đây. Chiều dài con thú thứ này 30. Tính 30 đi anh ơi. Rồi khoảng 30. Cái số 53 này em giao lưu bà con giá 1 triệu rưỡi thôi. Bao phí ship toàn quốc. Theo cây số 54. Chiều cao 73. Hoành thân 24. Rồi cây số 54 này em giao lưu bà con giá 700 ngàn. Bao phí ship toàn quốc. Đây là cây số 55. Cây này để lưu nha bà con. Cao 70. Hoành thân nó 28. Rồi cây số 55 em giao lưu bà con giá 1.2 triệu. Em bao phí ship toàn quốc. Theo là cây số 56. Đây. Đây mình cắt đây mình để làm đây là lên một cốt rất gọn nha bà con, em chưa cắt em để cho bà con về mình cắt lại. Chiều cao 95. Hoành thân nó 32. Rồi cây số 56 em giao lưu bà con giá 1 triệu rưỡi. Em bao phí ship toàn quốc. Tiếp theo là cây số 57, cây cuối cùng của clip luôn nha bà con. Giọng chữ C nha bà con. Nó rất là lượn lắc. Cao nó 102. Hoành thân này chắc hơi nhỏ một chút. Hoành thân nó 22. Yeah. Rồi cây số 57, cây cuối cùng của clip em giao lưu bà con giá 800 ngàn. Bao phí ship toàn quốc luôn. Rồi. Rồi cũng là cây cuối cùng của clip rồi, mình chào bà con luôn ha. Yeah. Rồi cảm ơn anh, cảm ơn bà con thời gian qua đã ủng hộ em ạ. Nếu bà con ưng ý thì cây nào gọi điện thoại cho em, nhớ đăng ký kênh tiếp cho em nha bà con. Cảm ơn bà con rất là nhiều. Rồi chào anh Chí luôn. Rồi kênh là TK Bonsai xin cảm ơn bà con cô bác đã xem video và hẹn gặp lại bà con cô bác vào video lần sau.
Thấy không?